ruộng mà lội dài dài ra nè các bạn. Vét này chắc công 200 mấy quá, 280-300 ngàn công. Không gài không có quay cho bạn xem. Lo đi quay ở Gạch Giá không à. Hôm nay xuống đây quay vài clip cho bạn xem. Trên mình thì quay những anh em xe cuốc làm việc thôi nha các bạn, nhưng mình ít giờ không có gần gì xe nên mình không có nói nhiều. Anh em làm sao là mình quay lại hành trình những anh em làm xe làm việc cho các bạn xem, mình đi quay gì cho các bạn xem đi thôi. Nhiều người vô comment bình luận cho em thì nói không biết gì xe cuốc cũng đi quay. Thật ra thì không biết thiệt, nhưng mà quay xe cuốc thì em đi quay hành trình lại những anh em làm nghề gì đó cho anh em coi. Không đi dĩ luôn các bạn, đi xuống để gì chạy dài luôn. Đây lúa cắt rồi hết nè các bạn, nó vụ lúa rồi giờ chủ nhà người ta dân vô xin vuông này kia chuẩn bị vụ tôm mới các bạn. Ở đây một năm có vụ tôm, vụ lúa các bạn, còn nhiều chủ yếu là nuôi tôm. Xe này mới ra đây làm các bạn, mới ra làm khoảng đây. Mới làm được bao nhiêu từ đó lại đây. Thank you.
cho láng bóng mà được các bạn. Thấy không đẹp. Video nha các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nha.